Chào các bạn, hôm nay thì có mấy con ốc, ốc hương, ốc ngựa. Ốc này ốc gì Thí? Dạ không biết. Này là sầu huyết. À đúng rồi, sầu huyết. Thí nó đang ngồi bên kia. Này là xà lông. Xà lông này lâu lắm mới được ăn lại á. Chấm muối tiêu chanh nè, với lại muối ớt, muối nước mắm ớt á. Rồi muối tâm nồi ha. Tâm đây thử giết con quỷ này nó mắc á. Bữa nay ăn thử nó ốc hương nè. Wow, lấy ra hết được nè. Thôi ăn thử nguyên có. Nó ngon. Không hẹn là ốc hương. Ôi trời ơi. Thôi, đây, đắp đây. Cảm ơn. Cái béo liệt cái bụng đó. Ngon dậu. Chấm muối nước mắm cà rồi. Mấy má ơi, làm ơn. Rồi chấm vô. Nước mắm cay này ăn chấm với lại ốc hương đúng không? Cái này phải ăn không hoặc là ăn muối tiêu chanh mới ngon. Cái mắm cay nó cay quá, nó làm mất đi cái mùi vị ngọt của con này. Ra luôn nha. Chấm vô miếng. Thí lan ra lấy giùm nhà chú Mười con bia coi, có bia giống không? Bia này không được lạnh, quên lần bia. Heineken. Bụng à, còn chút xíu cái bụng như này vũ cái này vũ vũ này chút nữa là bụng phần này nó ăn ngon rồi, nó béo. Xà lông à? Nó bự mà nó nấu lại nó teo lại vậy. Cái này chắc nghĩ là nước mắm. Nước mắm ớt. Mắm ớt ngon. Hơi già một xíu. Ốc hương bự ha, cũng được à, không bự là bự lắm nhưng mà không có nhỏ lắm. Ăn thêm con nữa rồi. Kỳ này chấm cái tiêu chanh. Có rau răm nữa. Cái này á mới nấu ra phải ăn liền á, nó ngon. Cái này để nó hơi nguội nguội xíu ạ.
phần ngon như là khi mà mới chín xong nó mở miệng ra. Lâu lắm rồi mới được ăn loại con này. Sao lâu rồi. Hơi dai chứ. Ăn loại ốc hương này. Ốc hương này hơi mát xíu nhưng mà tại lâu quá không ăn. Phải ăn lại. Dạ. Ôi trời. Vậy rồi. Cái vậy. Thôi nó rớt trong cái thao này. Thiệt tình. Hơi đáng tiền. Thích thêm con nữa. Rồi thử con ốc ngựa này coi. Không biết hồi đó ăn chưa. Nó khó. Nó khó nó ra. Nó trời ơi. Cái này lười lễ làm sao đây trời. Dùng bằng cái tâm nó khó. Rồi. Rồi ra luôn. Không. Nó cũng ngon ngon chứ. Chấm muối thịt muối thịt dàn cả. Kỳ kỳ có mùi vị giống như lát gạo thôi. Được rồi, không ngon lắm. Thử coi. Quyết. Ui. Trời ơi, nó dầm. Mập ha. Mới chín tới. Ấm thịt chà này. Chấm nước mắm cay kìa. Nghĩ á, con này ăn mắm cay ngon hơn muối chua chanh. Mới vừa chín. Cái này cũng lâu lắm rồi mới ăn tư lại chứ. 2-3 năm trời à. Wow, ngon quá. Dạ.
thì phải đáng tiền. Mặt mặt không? Tự tăng chạy. Mấy bà chị dưới cũng ăn cái này. Họ mạo từng lần là ba chứ. Này là phần riêng, còn còn nhiều dưới chứ không phải là ham ăn, còn chửi dưới mà họ đang ăn dưới. Còn ba sò lòng dưới luôn đi, cho nó chống chậu. Còn muối ớt nè, mắm ớt nè. Cay mà ngon. Bập dễ sợ mấy con này. Bập mà nó tươi. Nhớ đó đi qua Thái ăn cái này mà họ làm sống á, mà họ làm nước chấm mà nó cay thì là cay màu xanh á, trời ơi, ăn chấm vô nó ngon gì đâu. Mấy cái con này bữa nay nó tươi nó mập, ăn không ngon gì đâu. Bên này không có tìm, không phải là không tìm mà chưa có cơ hội để đi tìm. Tại nhà có người đã mua cái loại bia này rồi, bởi vậy uống.
Chứ mà nếu mà mình đây có corona cũng mua rồi. Hai phần cuối cùng. Cái này á, con ốc ngựa này chắc không ăn nữa, khó lễ quá, với lại không được ngon lắm. Nhưng mà còn mấy con ốc hương nè, phải làm thịt đó. Bự bằng ngón tay chứ. Ngon không? Ăn cái này á, lấy hết mấy ruột quá rồi. Ăn mà còn chẳng quê nữa. Cái ăn thử miếng không? Thôi đi đi. Ăn ngon hả? Ừ. Hồi trưa này không ăn cơm trưa, chỉ là húp miếng canh à. Bởi vậy để bụng để mà ăn mấy con này. Thấm vô. Bữa nay á, ăn bốn loại ốc, ốc hương là ngon nhất, xong rồi tới xà quýt, xong rồi tới xà lông, rồi cái con này mới tới con ốc ngựa, ngon nhất. Chút xíu nữa được luôn. Đấy là cái tâm nó nát con. Cái đó nát. Cái thịt nó béo gì đâu.
Ok. Rồi, cảm ơn con. Wow, rã ớt này heo. Cảm ơn ớt rồi. Nửa nữa. Cay. Cái này nó cay. Còn 5 con ốc hương. Phải chịu khó ăn hết. Ú vị à. Mập mạp. Không chịu cài. Chúng mình tiếc kìa. Nó béo giống như mà gan vậy hả? Dạ, nguyên khái luôn. Cắm mấy chị canh vô. Khi xe lên mặt mạnh nhất và cái mùi da nhất là hai cái phần quẩy lên cái đó mới đạt đến những người. Nhưng những người mà người ta kiên nhẫn cà phê người ta không kiên nhẫn. Cái đó á, khác là những cái ông mê sẽ uống xong là hỏi là tớ ở đâu ra đến thời gian mà lâu chưa rồi. Con cuối cùng à, ra con à. Ngon. Này là ngon cái túi luôn. Phải không? Tại nó mắc quá à. Con không thích cho phần dưới cho nó. Phần dưới hả? Không thích ăn phần đít hả? Phần nó ăn nó béo. Mấy con ốc ngựa con thấy nó là khó lễ. Ừ, ốc ngựa khó. Phải dùng cái này nè. Phải dùng cái nào. Cái kim tây như này nè. Thọt nó vô. Nhưng mà ăn nó không có ngon lắm. Ăn mất công thêm nữa. Rồi. Xong xuôi. Hơi đắp hương rồi không ăn nữa. Cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Nhớ là nếu mà chưa có đăng ký nhớ đăng ký giùm nha. Rồi bye bye.